Dân gian thì từ trước đến nay thì ông bà mình cứ hễ đã đau dạ dày thì cái đầu tiên là thường là ăn nếp, ăn nếp. Bây giờ người ta nói là không nên, nhưng mà thật sự hồi đó người ta quan niệm rằng nếp nó dẻo như vậy thì nó đưa vào trong dạ dày thì cái chất nhầy dẻo của nó là nhầm, là nói là để nó tráng cái niêm mạc dạ dày. Tại vì cái cơ chế của dạ dày là khi cái mucin là chất nhầy bảo vệ cái niêm mạc đó, là cái chất bảo vệ. Còn axit trữ dạ dày thì nó có khuynh hướng nó tấn công, mà một khi yếu tố nó tấn công nó mạnh hơn thì nó sẽ xâm nhập vào cái niêm mạc dạ dày làm cho loét dạ dày. Cho nên người ta thường đầu tiên là thức ăn đó là ăn nếp. Cái thứ hai là có thể sử dụng là nghệ, là bột, có thể sử dụng là nghệ nghệ tươi ép ra để mà uống, rồi người ta dùng cái mai mật nghiền ra để mà uống. Cái đó là cái từ xưa người ta điều trị như thế. Nhưng hiện nay cũng đâu, nghệ cũng là một cái thành phần chủ yếu trong tất cả các bài thuốc để điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, là ý tôi nói vừa rồi, tức là nghệ nó kích thích gan tiết ra mật, trong mật có muối mật là ba giờ nó sẽ trung hòa axit, nghĩa là nó cái độ mà tấn công nó sẽ bớt đi, mà khi đó bớt thì là mình bớt đau, mà khi đau nó giảm thì cái yếu tố làm cho lành nó, vết loét nó từ 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 nó phục hồi. Đó là cái quan trọng của cái sử dụng nghệ.